Sau 6 tập đầu, trải qua 4 trò chơi thử thần, 456 người chơi giờ chỉ còn 17. Tất cả những vũ khí đáng sợ nhất của loài người đã được các đối thủ sử dụng để sống sót. Từ trí khôn, vũ lực tới lừa dối, chỉ còn lại 2 trò chơi. Ai sẽ giành gần 900 tỷ kia? Câu trả lời sẽ có trong 3 tập cuối cùng của trò chơi mực nướng. Tập 7 bắt đầu khi trò chơi thứ 4 kết thúc. Đám lính thu dọn xác chết, trong khi quản trò yêu cầu phải tìm ra kẻ đột nhập trước khi các VIP đến. Những người còn sống thì trở lại phòng chung. Tên quân đồ đốc xù đầy ngơ ngác và ngỡ ngàng khi thấy bà cô 212 vẫn sống nhằn rằng: "Thì ra có đôi cầu cặp không phải lúc nào cũng tốt, vì khi người khác tranh giành sự sống, 212 chẳng cần làm gì vẫn nghiễm nhiên vào vòng trong." Lúc này, số tiền thưởng đang là 43,9 tỷ won. Nghi Hun thì ngồi đực cái mặt ra, vẫn ám ảnh về cái chết của cụ yêu nam. Thấy bạn buồn, Sang Hu an ủi, bảo anh phải vui lên. Ở một góc khác, ông chồng số 69 đang gặp nhầm nỗi đau mất vợ, mất luôn cả động lực chơi game và động lực sống. Nhưng Sang Hu rất tỉnh táo, bảo số tiền khổng lồ trên đầu chính là đổi bằng mạng sống của những người đã chết, nên hãy gấp đôi chứ đừng dừng lại. Lời động viên này có vẻ không mấy tác động lên 69, nhưng giúp Nghi Hun lấy lại cảm xúc, nắm chặt viên bi còn lại của cụ yêu nam trong trò chơi lúc nãy. Trong khi đó, quản trò nhận được cuộc gọi của VIP và phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng, vì vị trí ống nghe đã bị thay đổi. Với khẩu lục trên tay, hắn lập tung các phòng tìm kẻ đột nhập. Suýt chút nữa phát hiện được khoang, thì đột nhiên có một cuộc gọi thông báo về một cái xác được tìm thấy trên bờ biển. Nghĩ đó là xác của kẻ đột nhập, tên quản trò vội đến kiểm tra. Sau khi khám xét, quân lính phát hiện thẻ cảnh sát của khoang. Ông chủ yêu cầu tiêu hủy cái xác để quay trở về kịp giờ đón các VIP lên đảo. Những kẻ đeo mặt nạ vàng hình động vật này chính là những VIP ngoại quốc vô cùng giàu có và là thế lực đứng sau tài trợ trò chơi. Đúng lúc này, tại nhà chung, người chơi số 69 treo cổ tự tử. Đám nhà giàu không hề có ý định cứu, mà chỉ quan tâm đến việc cá cược xem kẻ nào sẽ sống sót đến cuối. Những người phục vụ rượu được gọi đến, một trong số đó bất ngờ bị hoàng thí dúng vào đầu, lột sạch quần áo, thay đổi thân phận. Anh còn bí mật đặt điện thoại trong tay áo, bắt đầu quay lại hành động của đám VIP bệnh hoạn ngoài kia. Trong căn phòng của người chơi, quan tài được đem vào để đưa xác của số 69 đi. 16 người còn lại thì di chuyển đến địa điểm tổ chức trò chơi thứ 5. Họ được yêu cầu chọn những chiếc áo đánh số từ 1 đến 16, biểu thị cho vị trí xuất phát của trò chơi tiếp theo. Với bản năng nguyên thủy, khi đối mặt với nỗi sợ, con người sẽ trốn giữa bầy đàn. Vì thế những số ở giữa nhanh chóng bị lấy hết. Khi hun mà suy nghĩ, nếu đi đầu sẽ rất nguy hiểm, vì chỉ biết trò chơi là gì, chơi cuối thì có thể chết vì hết thời gian. Phân vân một hồi thì còn mỗi số 1 hoặc 16, nghĩa là đầu tiên hoặc cuối cùng. Một người đàn ông xin được lấy số 1 nên Nghi Hun đành phải lấy số 16. Sau khi chọn áo, toàn bộ người chơi đến với trò chơi số 5. Hãy chọn kính đúng. Luật chơi rất đơn giản, người chơi phải vượt qua cầu kính, với mỗi bậc cầu được làm từ một trong hai loại kính: kính cường lực đủ chịu sức nặng của hai người, kính thường dẫm lên là vỡ. Trong vòng 16 phút, người chơi phải bước lên và vượt qua 18 bậc kính, sang đến bờ bên kia là giành chiến thắng. Không sang được thì giành vé đầu thai kiếp khác. Trò chơi bắt đầu trong sự quan sát của đám nhà giàu. Số 96 đi đầu tiên theo đúng nghĩa đen, khi chọn phải kính thường. Những người chơi khác lần lượt đi theo thứ tự được ghi trên áo. Điều cần nhớ lúc này là chọn đúng bên để nhảy, và trong giây phút quan trọng không được tìm phụ nữ. Với thứ tự 16, Nghi Hun nghĩ mình sẽ an toàn khi không phải chọn kính, nhưng nếu những kẻ đi chơi cầu giờ không chịu di chuyển thì đứng ở chỗ nào cũng chết. Quả nhiên cả mẫu đạo không chịu đi tiếp và bị đẩy đi do đường chết thay. Cứ như thế, người sau giục người trước cho đến khi Nghi Hun xuất phát. Còn tên côn đồ là kẻ đi đầu tiên, hắn bắt đầu dở thói du thủ du thực, ép những người phía sau lên dò đường trước. Cuộc chơi gay cấn và nghẹt thở đến mức trong phòng VIP, một tên nhà giàu nhìn chúng vẻ đẹp trai của hoàng, hắn đưa cậu trai trẻ sang một phòng khác và muốn hoàng giảng hòa, nhưng nhanh chóng bị anh dí dứng vào mồm, ép khai ra những bí mật của trò chơi sinh tử rồi quay video lại làm bằng chứng. Phía ngoài, bà cô 212 đứng ngay sau tên côn đồ, đay nghiến những hành động khốn nạn hắn từng làm, rồi bất ngờ ghi chặt tay thực hiện lời kề sẽ giết kẻ phản bội lúc trước. Trên cầu lúc này chỉ còn 4 người: bác giả số 13, Sang Gu, Xe Biếu và Nghi Hun. Bất ngờ, số 13 nói mình là nhân viên sửa kính đã 30 năm, có thể phân biệt được kính thường và kính cường lực thông qua ánh sáng và âm thanh, nhưng đã cố tình không nói để loại bớt đối thủ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, hắn nhanh chóng phát hiện đứng ngô cần nhảy, mở đường cho những người theo sau. Nhưng tên quản trò đã phát hiện thân phận thật của số 13, biết hắn đang dùng ánh sáng để ăn gian, nên đã tắt toàn bộ điện. Không còn điện, việc tìm đường chậm lại, buộc gã 13 phải sử dụng âm thanh để nhận biết tiếp bằng cách ném gì đó vào tấm kính. May mắn thay, Nghi Hun vẫn còn một viên bi của ông cụ yêu nam, lập tức đưa cho số 13. Không may, gã này ngu, ném luôn viên bi mà không tính đến việc phải thử âm thanh cả hai bên. Thế là việc tìm đường chứng lại. Nhìn thấy thời gian sắp hết, Sang Gu để tiền tượng kính làm tốt thí và tìm ra được nước đỉnh cuối cùng. Sang Gu, Xe Biếu và Nghi Hun bất tốc lao về phía an toàn. Vừa kịp lúc đồng hồ về không, toàn bộ kính đều bị bắn nát, màn kính thì văng tứ tung theo phong cách slow motion của Zack Snyder, cắt vào những người còn sống sót. Xe Biếu đè đuổi bị mảnh kính đâm thẳng vào bụng. Bên trong phòng VIP, những kẻ nhà giàu vỗ tay hoan hô cho cuộc đấu bùng nổ vừa qua, trong khi đám lính báo cho quản trò về việc có người đã lấy mất một bộ dụng cụ lặn. Đó chính là Hoàng, đang mang theo bằng chứng về đất liền. Dựa theo định vị đồ lặn, tên quản trò cùng lính lên tàu đuổi theo. Sang tập 8, kết thúc sân chơi giao dịch nhị phần với vốn cực là tính mạng. Sang Ngủ, Nghi Hun và Xe Biếu được đưa về phòng ngủ, với Xe Biếu đang bị thương. Vừa về tới phòng, Nghi Hun lao đến chửi Sang Ngủ là thằng hạ đẳng máu lạnh.
Sao Vũ bật lại Gi-hun là thằng hạ đẳng đạo lý. Chỉ qua chửi lại khiến cả hai càng ghét nhau hơn. Quân ngư đang bất lực thì mấy tên lính xông vào cùng với trang phục mới. Lúc Sen Yuk thay đồ, chúng ta thấy được body đã đèn đẹp của cô đang được topping bởi một mảnh thủy tinh to như chim người lại video này. Sen Yuk cắn chịu đau đớn, xử lý phải bằng tạm vết thương. Quay lại phòng ngủ, một bữa tối sang trọng được bày ra. Đó là phần thưởng cho những kẻ tiến vào vòng cuối. Khi Hun và Sang Hu ám đến những kẻ chết đói, còn Sen Yuk bỏ bữa vì cần đau từ vết thương. Sau bữa ăn, những tên lính dọn dẹp và để lại cho mỗi người một con dao, khiến cả bà phải đề phòng lẫn nhau. Gi-hun nhận thấy Sen Yuk có vẻ quằn quại, tiến tới hỏi thăm, nhưng cô giấu không cho anh biết về vết thương. Gi-hun đề nghị hợp tác với cô trong trò chơi cuối, giết chết Sang-gu và chia đôi tiền trong lòng lợn. Anh lấy tiền phụng dưỡng bà mẹ, cô lấy tiền dẫn em trai về Triều Tiên chơi với Kim Jong-un. Thế là cả hai giàu sang phú quý bỏ viên. Đúng lúc này, Gi-hun phát hiện Sang-gu quá mệt mỏi và ngủ quên. Anh định nhân cơ hội kết liễu kẻ thù, nhưng Sen Yuk cản lại. Vì Gi-hun không nên giết người, mà nên giúp đỡ vết thương đang bục máu của cô. Gi-hun hoảng loạn, lao ra phía cửa, điên cuồng gào lên với lính canh bên ngoài. Cho em xin cái băng vệ sinh cầm máu gấp canh ơi! Đám lính thực sự tiến vào, nhưng chả thấy miếng cổ tách hay Diana nào, mà là chiếc quần tải hắc hường. Hình như Sang-gu chỉ giả vờ ngủ, và lén đi sàn kết liễu Sen Yuk. Gi-hun lao vào Sang-gu, nhưng bị đám lính khống chế, bởi nếu cả hai giết nhau ở đây, sẽ không có trò chơi cuối cùng cho các VIP. Gi-hun nảy bật lực dõi theo Sen Yuk được đưa vào quan tài. Và lúc này, chỉ còn hai người cho thử thách cuối cùng. Trong lúc đó, cảnh sát hoàng bơi về đất liền. Đội ngày sau là tên mặt nạ và đám lính. Anh cố gắng chạy lên cào tìm sóng để tạo ra gió, gửi video lời khai của tên VIP béo bập trần trồi cho sở cảnh sát. Sau một hồi truy đuổi, tên đeo mặt nạ dồn anh về phía vực. Xuân Hô dùng viên đạn cuối cùng bắn vào vai tên mặt nạ. Nhưng kỳ lạ là tên này lại ngăn cản đám lính giết chết cậu. Hóa ra, hắn chính là anh trai của Xuân Hô, kẻ từng chiến thắng trò chơi và bây giờ trở thành thủ lĩnh tiếp quản hòn đảo. Hắn ra sức thuyết phục Xuân Hồ đi theo mình, nhưng sự cứng đầu của cậu buộc hắn phải nổ súng. Viên đạn gầm vào vai khiến Xuân Hồ ngã xuống vực và mất tích. Tôi sẽ không nói là chết, bởi vì đây là phim phản xẻng. Nếu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Sang-gu và Gi-hun được dẫn lối tới trò chơi cuối cùng, mang tên trò chơi con mực. Về cơ bản, người chơi được chia làm hai phe. Gi-hun chọn tấn công, Sang-gu là người phòng thủ. Cuộc đấu diễn ra trên sân đất nện, dưới sự chứng kiến của những quản trò quyền lực. Luật của trò chơi này khá đơn giản. Kẻ tấn công phải tìm cách vượt qua người phòng thủ, vào bên trong mình vẽ, đạp vào đầu con mực, giành chiến thắng. Ngược lại, phe phòng thủ phải cố hết sức để ngăn cản điều này xảy ra. Không những vậy, trò chơi sẽ không có bất kỳ giới hạn nào về bạo lực. Dù hai bên chơi đấu, nhưng quả số thứ tự đã nâng lên tất cả. Số thứ tự của Sang-gu cộng lại là 1 tịt, còn Gi-hun có quả liền 456. Các dân chơi số học nhìn phát biết ngày bét cỡ nào. Bắt đầu trò chơi, bên tấn công phải nhảy lò cò để tấn công, tưởng chừng đây sẽ là bất lợi. Nhưng Gi-hun tuyên bố anh mà chơi trò này trước khi cả mày ra đời. Đang như chớp, anh đốt một nắm cát vào mắt Sang-gu, nhẹ nhàng xuyên qua lớp phòng thủ để vào bên trong. Đúng lúc này, trời đổ cơn mưa, hai đối thủ trash talk vài câu, rồi cùng rút dao, giao lưu vài đường chìm chóc. Xuyên nhau một hồi, cả hai chuyển qua đấu vật kiểu Nhật. Lợi thế nhường dần về phía của Gi-hun, nhưng Sang-gu với được con dao trên mặt đất, xuyên vào đuổi đối thủ, chiếm lại thế thượng phòng. Nhưng Gi-hun bảo mày tuổi lớn, cắn vào chân thằng em như zombie, xoay chuyển càng khôn, đất ngược tình thế. Sang-gu ăn liên hoàn đấm, gật ngừ như con cá ngừ. Đứng trước cơ hội kết liễu thằng em, Gi-hun lại mềm như bát cháo lòng, tha mạng, rồi từ từ tiến về vạch đích. Trong giây phút sinh tử của Sang-gu, đột nhiên Gi-hun đổi ý, muốn trò chơi dừng lại, bỏ qua số tiền thưởng cách xù, đổi lấy mạng sống cho thằng em. Nhưng theo luật, cả hai phải đồng ý dừng lại thì yêu cầu này mới có hiệu lực. Nhưng Sang-gu bất ngờ xin lỗi rồi tự tay kết liễu đời mình. Vì thế, Gi-hun nghiễm nhiên thành nhà vô địch với tổng giải thưởng lên tới 45.600.000.000 won, quy đổi ra tiền Việt cũng không nhiều lắm, đâu đấy khoảng 880 tỷ. Số này chưa đủ 1.000 tỷ nên anh chỉ rút có 10.000 won. Sau đó, Gi-hun tạt qua khu phố và gặp mẹ Sang-gu. Bà rất hoang mang vì đã nhiều ngày không gặp con trai. Gi-hun không nói gì, chỉ biết lặng lặng đi về. Trong căn nhà rách rưới, người mẹ già yếu của anh đã qua đời vì tiểu đường. Lúc này anh mới nhận ra sự thật vẽ bằng rằng tiền cũng không còn ý nghĩa gì khi anh chẳng còn cơ hội báo hiếu mẹ sau một đời bất hiếu. Không có cơ hội thì đưa em dùng cho anh ấy. Chớp mắt, một năm trôi qua, với 45 tỷ, Gi-hun trông vẫn như ICD. Thì ra anh không hề động tới số tiền. Vì sao? Tôi cũng đéo biết. Chắc là sợ phải sao kê. Một tối nọ, khi đang ngồi trầm tư ở bờ sông, anh mua hoa ủng hộ một cụ già. Bất ngờ, trên bờ hoa có một tấm thiệp được gửi tới từ tổ chức cảm giác tròn vuông. Trên đó có ghi địa điểm một cuộc hẹn và mẹ bất ngờ chưa. Tấm thiệp được ký tên From Ganbu With Love dấu bé bà. Gi-hun tá hỏa tới ngay địa điểm được ghi trên tờ biểu thiếp để đối mặt với kẻ tạo ra trò chơi man rợ này. Và đó là kẻ áo đen. Đùa tí. Và đó lại chính là ông lão 001, kẻ bạn đã dành hết nước mắt khóc thừng ở tập 6. Ha ha, phí nước mắt chưa. Các bạn, ông lão đang ở những giây phút cuối đời. Gi-hun thắc mắc, tại sao ông lại làm như vậy? Thì tại sao cái đéo ấy. Thì cao quá, Gi-hun thạch thỏ nữa. Ông lão đột nhiên muốn Gi-hun chơi một trò chơi cuối cùng, đó là cá xem có ai giúp đỡ người đàn ông vô gia cư ở dưới kia hay không. Ông lão cho rằng tình người giống như đường lưỡi bò, nó đéo tồn tại.
Lát sau, một người lạ ơi đi ngang qua và lấy đi chiếc vé của kẻ vô gia cư. Ông lão hỏi lại Kỳ Hùn, thế còn tin vào tình người không? Kỳ Hùn đéo quan tâm, vẫn cố gắng hỏi tại sao lão lập ra tổ chức quái gở kia. Thấy thằng nhóc hỏi dài vãi cả lìn, ông lão đành trả lời bằng cách đéo trả lời rõ ràng lắm. Nại ý là tạo ra sân chơi giới trẻ, đem cơ hội đổi đời cho những người dưới đáy xã hội. Ông không hề bắt ép ai tham gia, vì rõ ràng toàn bộ người chơi đều tự nguyện quay trở lại. Đúng quá không cãi được, Kỳ Hùn cầm con mẹ nó lặng. 001 cũng cảm ơn anh vì đã giúp mình sống lại những ký ức vui vẻ và được chơi những trò chơi dần dần yêu thích thời bé. Nói xong thì đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, một chiếc xe cảnh sát tới đón người đàn ông vô gia cư đi. Kẻ móc túi vừa nãy đã đi tìm kiếm trợ giúp và cứu mạng kẻ lang thang kia, nhưng không cứu được ông lão, xin vĩnh biệt cụ. Kỳ Hùn không tiếc thương lắm rời đi. Quan trò lúc này mới xuất hiện, tiễn cụ ra đi thanh thản. Ông trùm đã đứt, liệu tổ chức có tiếp tục tồn tại? Cái này cũng khó đoán, nhưng chắc chắn là đéo khó đoán bằng quyết định nhượng quả đầu đỏ chót này của nhân vật chính. Anh em sinh đôi với The Dragon à? Mang theo bộ ngói đỏ chót, Kỳ Hùn tới cô nhì viện gặp em trai Sebi Húc, đem gửi cậu nhóc tới chỗ của mẹ Sangu, rồi bỏ đi, để lại một vali đầy tiền mặt như một sự bù đắp cho mất mát to lớn của cả hai. Ơ trời ơi, thế thì phải hai vali chứ. Giữ bỏ quá khứ sau lưng, Kỳ Hùn xách hành lý lên đường qua Mỹ. Tại sân bay, bất ngờ anh gặp lại chú yêu tình đang chạy trò đập giấy với ai đó. Bỏ cả hành lý, Kỳ Hùn chạy như chó đuổi tới chỗ của hắn, nhưng không kịp, quay sang người lạ mặt. Kỳ Hùn quát tháo và khuyên rằng chơi xong được nhiều tiền lắm, đừng có chơi. Nói xong, Kỳ Hùn bỏ đi, chuẩn bị cho chuyến bay thăm con gái. Nhưng một lần nữa, tôi đéo hiểu nhân vật chính nghĩ gì mà quyết định sẽ quay trở lại trò chơi. Để làm gì? Tôi cũng đéo biết. Xin mời các chúa tể dự đoán aka phê phim comment vài giả thuyết dưới phần bình luận. Và trên đây là toàn bộ những tình tiết của trò chơi Con Mực. Tuy không phải một bộ phim xuất sắc khi khai thác về chủ đề này, nhưng cũng không tệ như lời cư dân mạng chê bai. Tôi đánh giá bộ phim này là không quy bù trên hay. Và đó là kết thúc của video này. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.